Hello, xin chào và chúc các bạn có một ngày sức khỏe và tràn đầy niềm vui. Hôm nay mình chia sẻ đến các bạn một cái video. Có một bạn mà hỏi Khánh Nhân TV về giải thích cho bạn là dâu của nhà bạn tại sao mà nó lại không trồng cả năm, không có ngó, chỉ có quả. Thì cũng rất là vui. Với những cái comment như vậy thì mình rất là vui, có nghĩa là mình để học thêm, nhưng mà cũng rất là mừng, là có nghĩa là dâu của bạn đã cũng ra được quả nó rồi, quả rồi thì cũng rất là vui ha. Thì mình quay trở lại câu hỏi của các bạn ạ, thì Khánh Nhân TV sẽ chia sẻ với các bạn. Thực ra thì cũng không phải là tài năng gì các bạn, nhưng bảo để giải thích thì rất là khó. Nhưng mà mình thì mình trồng, mình có những cái trải nghiệm trồng á, thì mình cũng chia sẻ cho các bạn thế này. Trước đây thì mình có trồng những cái gốc dâu. Thì cái năm đầu các bạn, năm đầu thì quả nó khá là kém. Thì sau một năm á, thì mình lấy cái gốc á, mình trồng lại các bạn. Cái năm đầu tiên thì thường là nó, khi mà ở cái gốc dâu già là nó ra quả này. Xong ra quả là nó lại kiểu là đến hết mùa thì nó chưa có ra ngó, đến mùa mưa nó mưa suốt được các bạn. Thì mình có cảm giác là cái thời gian rất là dài, cái cây dâu nó không phát triển được các bạn. Thì mình nghĩ là đó là cái mùa của nó thôi, chứ cũng không phải là do cái dâu nó không có nó không ra được được ngó bạn, bởi vì nó ra quả rồi. Nó ra ngó là cái một trong những cái mà gọi là cái bản năng sinh tồn của cái cây chứ các bạn. Chứ mình nghĩ là không phải là do là nó bị cái gì đâu. Cho nên là các bạn hãy kiên trì một chút các bạn nhá. Và mình nói cho các bạn là cái dâu đông tây ấy, là đến từ tháng 8, bắt đầu từ tháng 10 đấy các bạn, là bắt đầu ra mùa ra hoa ra quả. Còn trước đấy á, là ví dụ như mùa mưa, hoặc là cái mùa mà nó gọi là mình dùng cái từ là mùa nó nhảy ngó bạn, thì cái mùa đấy là ngó nó ra nhiều lắm. Thì thường là cái mùa đó thì mình cũng làm ngó bạn nhá, mình cũng làm ngó để mình nhân giống ra cho nó nhiều thêm để mình trồng á. Đấy thì cái mùa đó thì người ta cũng làm ngó để người ta bán đó các bạn đó. Người ta sẽ bỏ ra cái viên nén sơn dừa, hoặc là mình cho nó nhảy chậu luôn. Mình vừa nói chuyện với các bạn, mình hái dâu các bạn nhá. Thì cái mùa này này là nó đẻ nhánh dâu tây hai, nó đẻ nhánh các bạn nhé, nó đẻ nhánh và cái nhánh mới nó sẽ ra quả vậy thôi. Còn ngó thì mình sẽ quay cho các bạn xem một vài những cái cây dâu mà nó gọi là dâu hạt các bạn nhé. Đây các bạn này, dâu tây dâu hạt đây này, thì nó đã lên ngó này. Không biết là của các bạn là nó, ủa cái cây này cái quả đã bói thì đã bị chuột ăn mất rồi. Rất là phí, là những cái quả thường, những cái quả bói mà bị cái con gì nó ăn đó là người ta nói là nó không được tốt lắm các bạn. Đây này, quả theo những cái cây dâu mà thường là những cái dâu cây mô các bạn nhé. Những cái dâu cây mô là nó phát triển ngó khá là ok á. Và đây thì các bạn thấy là những cái dâu dâu hạt của mình thì mình trồng từ hạt lên á, nó cũng nhảy ngó rất là nhanh đấy. Thì cũng có thể là bạn đã trồng từ những cái cây dâu già, nghĩa là dây trồng từ gốc lên đó, hoặc là những cái cây ngó, thì cũng nghĩa là cái khả năng mà nó từng giai đoạn các bạn, gọi là cái khả năng mà nó cho hoa cái trái. Thì cái giai đoạn mà ra hoa cái trái thì nó dùng cái dinh dưỡng, cũng nghĩa là mình dùng dùng cái từ là ở trong cái cây ấy, nó tự tự sinh ra, cũng nghĩa là nó chỉ có tập trung để nó ra hoa thôi, nó ra hoa ra quả hoặc đẻ nhánh thôi, chứ còn nó không ra ngó các bạn nhé. Thế đây là những cái cây dâu của mình thì hiện tại thì mình thấy thì nó cũng vẫn ra ngó, nó rất là hoa ra hoa. Nhưng mà thực ra cái mùa này á là nó không phải là cái mùa ra ngó các bạn nhé. Cái mùa này thì là không phải mùa lấy ngó. Còn những cái cây này, những cái ngó này thì mình sẽ ngắt đi các bạn. Và mình để cho nó dưỡng cây. Và cái sau tháng mùa ngó là các bạn nên nhớ là tháng 7 nhá, 7 tháng 8 tháng 9 là bắt đầu ra ngó. Vậy thì biết giải thích các bạn thế nào nhỉ? Mình nghĩ là các bạn hãy kiên trì thôi. Các bạn kiên trì thêm một chút nhá. Kiên trì thêm một chút để kiểu như là mình trồng đến cái tháng hết mùa trái đi. Hết mùa trái là khoảng chắc là tháng 6 gì đó các bạn. Tháng 6 là nó hết mùa trái. Thì đến khi đấy là đến mùa mưa. Nó đến mùa mưa thì các bạn bắt đầu là cũng dọn sạch cây dâu rồi, các bạn là để nó xuống xuống đất. Và bắt đầu là đến mùa nó mình nghĩ là nó đến ra ngó. Thì có nghĩa là nhiều người ta đã mua về, người ta trồng rồi, người ta muốn có ngó để nhân giống, thì người ta mong muốn. Thì chính cái sự mong muốn của các bạn đó là làm kiểu mình nóng ruột, chứ mình nghĩ là
nó đến, tức là nó đến, mình nghĩ là đến mùa thì nó sẽ ra hoa và ra kết trái, và nó đến hết trái thì nó sẽ tập trung nó ra ngó, bởi vì cái bản năng phát triển và sinh tồn của cái cây là như vậy. Thì nếu như mà trong quá trình mà xem được những cái video này mà bạn nào mà có cái thắc mắc hoặc là những cái góp ý thì bạn cứ góp ý ở dưới, và những cái mà lưu ý là các bạn hãy ví dụ các bạn thắc mắc những cái điều gì thì bạn cứ nói trực tiếp với mình ha. Còn thực sự thì mình không có chiến chu quá, bởi vì các bạn quan tâm đến vấn đề gì thì mình sẽ nói chuyện với các bạn. Còn thực sự những cái mà mình làm được á là nó cũng hiệu quả chứ không phải là không các bạn nhé, tức là có hoa kết trái. Và đặc biệt là mình muốn các bạn qua những cái câu hỏi các bạn hãy nói các bạn đến từ vùng nào nhé, các bạn đến từ vùng miền nào, ví dụ như bạn đến từ miền Nam, miền Bắc hay là miền Tây, cái thời tiết của bạn nó như thế nào các bạn nhé. Thì các bạn để chứ các bạn, thì để mình có thêm những cái trải nghiệm, có nghĩa là mình có thêm những cái mà những cái kiểu như mình tổng hợp thêm cái thông tin đấy các bạn. Cái thông tin có nghĩa là sau này những anh chị và các bạn nào mà họ trồng dâu á, họ có những cái ý kiến thì mình cũng nắm bắt được cái thông tin các bạn nha. Mình nắm bắt được những cái thông tin cái vùng miền luôn, nó phù hợp ở đâu, nó phù hợp với dâu. Và các bạn biết được, tốt nhất là các bạn biết được nữa là các bạn trồng dâu gì á, thì mình sẽ các bạn hãy cung cấp cho mình nhá. Thì mình cũng rất là cảm ơn những cái kiến thức của các bạn á. Thì trong quá trình làm những video này mình cũng rất là hay tìm hiểu rất là nhiều các bạn. Mình tìm hiểu để mình hoàn thiện cái những cái kiến thức á, kiến thức cái mà không những cái trong cái vườn dâu của mình mà mình biết được nhiều thứ để mình còn chia sẻ cho nhiều người đó các bạn. Tức là mình lan tỏa các bạn nhá, mình lan tỏa tinh thần đam mê trồng dâu tây các bạn. Vì dâu tây là cũng là cái thứ quý mà, quả cao cấp mà. Mình đã làm những cái video về quả dâu ở trên Đà Lạt. Dâu thì khi người ta bán dạo là dâu rẻ tiền các bạn, không phải là đắt như cái loại Nhật Hana này đâu các bạn nhé. Các bạn lưu ý như vậy nhé. Thì dâu nhà mình trồng nó cũng không được ấy lắm. Những cái quả này thì mình sẽ hái thì các bạn, không có là kiểu chuột ấy. Chuột nó tấn công, nó tối tối nó sẽ đi nhặt. Nó nhặt nhạnh nó cũng ăn đấy các bạn. Đấy thì cái mùa này thì các bạn thấy là chỉ có nhà mình thì chỉ có những cái cây dâu hạt là nó có ngó được các bạn. Đấy, các bạn thấy không, dâu nhà mình thì nó mọc khi mà nó lên rồi thì nó mọc, gọi là nói thật với các bạn là nó mọc như cỏ luôn, thấy các bạn thấy chưa? Đấy, hoa đỏ, thấy đẹp chưa? Đấy thì bây giờ các bạn cứ kiên trì một chút đi, các bạn cứ để cho nó qua hết mùa trái đi các bạn ha, mùa trái đi, rồi các bạn theo dõi cho hết mùa trái rồi các bạn sẽ chăm sóc ha, chăm sóc thì một chút tưới cái NPK các bạn nhá. NPK thì các bạn cái hàm lượng N tức là phân đạm đó, tăng cường cái lượng đạm để nó cho có phát triển lá mầm các bạn nhá. Để xem nó có ra ngó không, mình thì mình tin tưởng là đến hết mùa nó sẽ ra thôi các bạn nhá, chứ không khó khăn gì đâu. Thế mình mang cái dâu lại các bạn. Đó, vừa nói chuyện với các bạn mình cũng hái được một khá khá là dâu các bạn. Mình phải đi hái cái lá để bỏ dâu. Cái này cũng hái luôn các bạn. Đấy, bắp cải cho mình đấy. Lấy những cái bắp cải tươi này bỏ lá, bỏ dâu cho nó tươi các bạn. Đó, các bạn thấy mê chưa? Dâu của nhà mình ạ. Mình làm như vậy để các bạn có thể thấy được là mình làm rất là thật thôi, chứ không có cái gì mà đấy. Đó các bạn thấy chưa? Đó, thấy nhá. Đấy. Đẹp chưa bạn? Bỏ quả lá cho nó tươi ạ. Đấy, vậy đó các bạn. Đó, các bạn nhớ nhá. Cái loại siêu dinh dưỡng đó là những cái thứ bã ngâm từ rác nhà bếp này, bã đậu phụng rồi bã đậu các thứ mà các bạn ngâm ủ các bạn nhé, là thành siêu dinh dưỡng để bón dâu các bạn nhé. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Và các bạn lần đầu tiên xem kênh thì đừng quên đăng ký kênh nhé. Bye bye.